Chào cả nhà nha, hôm nay sẽ lên video cho mọi người về dòng SH ha, đang hỗ trợ giảm giá cực sốc của mọi người. Thời điểm vàng để mua xe là thì hiện tại nha mọi người, tranh thủ mua ha. Liên hệ đặt lịch trước, giao luyến còn nhận thêm 2 triệu đồng mua xe đi lại, kèm thêm một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng. Áp dụng duy nhất khách hàng khi mua xe có liên hệ đặt lịch trước cho Kim Luyến qua số điện thoại hoặc là Zalo 0346 552 628 nha. Luyến có ghi số điện thoại và Zalo ngay dưới màn hình ha, cả nhà mình kết bạn nhắn tin qua để biết thêm chi tiết về giá xe ha. Thì hôm nay với cho mọi người về ngoài dòng SH cao ra có SH Mod nha. SH Mod bản CBS và ABS 125-160 đủ phiên bản cho cả nhà lựa chọn ha. Thì đây có đủ các màu này. Tiêu chuẩn thì có màu màu trắng, trắng bóng này. Màu đỏ bóng và đen bóng ha, là ba màu phiên bản tiêu chuẩn của SH 125-160 ha. 125 hiện tại đang hỗ trợ chỉ có 72.900 nha. Hỗ trợ trả trước chỉ cần 12 triệu thôi, cầm 12 triệu liên hệ cho Luyến rinh về một em SH sang xịn mịn như này rất là hờ luôn cả nhà. Lãi suất thì siêu ưu đãi luôn. Ngoài ra thì cầm căn cước thôi là hỗ trợ bắt đầu hồ sơ ha. Trên 18 tuổi là mua được rồi nhé. Đối với SH 160 hiện tại đang hỗ trợ cho mọi người chỉ có 92.900 nha. Hỗ trợ mua xe trả trước cần 22 triệu lên xe. Ngoài ra có các phiên bản ABS đặc biệt thể thao như là màu xám xi măng và đen nhám cũng đủ màu nha. Có sơn theo cầu khách hàng nữa, anh chị em mà muốn sơn lên như nào thì cứ nhắn tin riêng cho Luyến ha. Tại vì dòng SH này thực ra thì nó cũng rất là nhiều màu, nên anh chị em cũng nhiều xe cho mọi người nữa. Anh chị em biết ai ưng mẫu nào thì có thể nhắn tin riêng qua Zalo cho Luyến đi. Muốn sơn độ như nào Luyến có hỗ trợ sơn theo cầu khách hàng luôn ha. Và đều có hỗ trợ là ship xe toàn quốc, hoặc là mình ở xa mình ghé cửa hàng á thì mình cứ tới ngay cổng chào khu du lịch Đại Nam hoặc là ngã tư Sở Sao. Alo qua hotline dưới màn hình, Luyến có hỗ trợ đón cho cả nhà nhé. Phía dưới kia thì có về một lô dòng SH Mod ha, đủ màu luôn, như là màu bạc đen này, màu đen nhám, màu trắng bóng, xanh bóng, đỏ bóng, đủ màu luôn ha. Mức giá hiện tại đang hỗ trợ cho mọi người thì chỉ có 57.900 đó, phiên bản CBS, ABS thì là 63.900. Hỗ trợ trả trước cho Luyến chỉ cần duy nhất là 8 triệu thôi là sở hữu xe nha. Có liên hệ đặt lịch trước cho Luyến cũng hỗ trợ ngay 2 triệu đồng xe lại nha. Ngoài ra có rất là nhiều mẫu xe đẹp luôn. Anh chị em mà ai đang quan tâm cũng như ơn về mẫu nào có thể nhắn tin riêng qua Zalo cho Luyến đi. Có hỗ trợ ship xe toàn quốc cũng như là đặt lịch trước thì mình có người thân bạn bè muốn mua, mình giới thiệu tới cửa hàng, Luyến sẽ gửi hoa hồng 1 triệu đồng cho người giới thiệu nhé.